Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh HD Game HD của Son nha. Mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn và mình xin chúc cho tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình tiếp tục sẽ mở rộng đất bên cái khu bên đây. Chán 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 chán, đó. Hôm nay mình tiếp tục mình mở rộng cái khu bên đây tiếp nha các bạn. Các bạn ơi, hôm bữa mình tính mở mở hết mấy anh đây nè để lấy cái máy cày này, nhưng mà có một cái fan cứng của mình, bạn bạn fan cứng đó bạn điều tra trên Facebook á, là có nhiều cao nhân người ta nói á, khi mà mở hết đây tới máy cày nè, tới cái ô cuối cùng này nè, là cái game hay đến lập trình là khi mà nó hiểu á, là bạn mở đến cái ô cuối này là nó hiểu là bạn lấy được cái máy cày này nè, máy cày xanh này nè, là nó không có cho mình ra cái giấy phép mở rộng nữa, nó không cho ra cái giấy phép mở rộng này nữa nè các bạn. Và mình thấy bạn nói cũng có lý, cho nên mình bây giờ mình nghe bạn đó nói mình cũng hơi tái mặt các bạn, mình cũng sợ, cho nên thôi bây giờ mình mở hết đi mình hãy lấy, tại vì nghe bạn đó nói cũng có lý, là khi nào mình mở tới ô cuối cùng này thì nó sẽ không có ra cái giấy phép mở rộng cho mình nữa, thì mình thấy cũng có lý, tại vì những cái bạn nào mà mở hết đất rồi á thì nó không, những cái bạn đó không có còn nhận được giấy phép mở rộng nữa, y như mình nè các bạn. Hiện tại bây giờ á, bạn thấy mình phần thưởng của mình là không có cái bản thiết kế không, bạn thấy đâu có bản thiết kế đâu, các bạn biết tại sao không? Tại vì cái bản thiết kế của mình á, nó 15 rồi, nó full rồi, nó không có cho anh bản thiết kế nữa. Cái bản thiết kế này đây nè các bạn, mình thấy bạn nói cũng có lý, cho nên là mình đây nè, mình full rồi, cho nên nó không cho mình bản thiết kế nữa, là như 15 á, mình đang 15, nó không cho mình bản thiết kế nữa. Mà cái bạn kia bạn nói cũng rất là có lý luôn, có nghĩa là khi mình mở được cái máy cày này là cái ô đất cuối cùng, thì HD nó hiểu là mình đã mở hết đất rồi, thì nó sẽ không có cho mình giấy phép mở rộng nữa. Vậy có nghĩa là ở những cái lô đất bên đây là xem như mình không có mở được nữa. Nói chung là mình rất là sợ, cho nên mình không có ý định là bỏ ý định là lấy cái máy cày xanh này nha các bạn. Nếu các bạn nào mà có ý kiến nào hay hơn á, thì chính xác hơn 100% thì hãy cho mình cái ý kiến để lại bình luận bên dưới nha. Chứ thực mình hiện tại mình thấy cái bà bạn fan của mình, bạn fan cứng kia, bạn nói cũng rất là có lý, mình phân tích cũng rất là có lý, cho nên thôi bây giờ mình sẽ mở từ từ và mình bắt đầu mở ô này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem nha. Ten 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 ten. Wow, là 13 các bạn. Để coi ok trong đây là bao nhiêu. Ok trong đây là 15 các bạn. 15 mà 42, cần là mỗi thứ 42 nha các bạn. 15. Hồi mình mở còn nhiều lắm các bạn ơi. Đua ngựa chắc ít nhất phải 1 năm nữa, 1 năm nữa mà từng nắm đua ngựa hết trơn á, có mới có thể mở hết cái này. Các bạn đã mở được bao tới đâu rồi? Đốn hết các bạn. Rồi, mình đốn hết. Nè, mình sẽ lấy cho bạn xem cái đây. Mình sẽ cho bạn xem nha. Đó, mình là 16 trên trên 2 luôn các bạn thấy không? Là bây giờ mình không còn ra cái mảnh cái bản thiết kế này nữa. Bữa giờ mình đua ngựa 4 tầng rồi các bạn. Đây, phần thưởng nó không có bản thiết kế nha, các bạn thấy không? Thường thường là nó có hai cái cột này với cột này là có bản thiết kế nè, mà bây giờ mình không thấy nó có bản thiết kế cho mình luôn. Đó, thì mình nghe các bạn kia nói cũng có lý, thì thôi mình nói chung là tin đi, tin bạn đó luôn, chứ không dám mở. Nếu mình mở lấy cái máy cày này á mà nó không ra cái bản thiết kế cho mình nữa, lúc đó là mình ngó nguyên cái ô đất này luôn, thì tốt nhất là mình sẽ tin các bạn đó. Rồi, và mình cũng chân thành cảm ơn bạn đó, cái bạn Tuấn Anh nha, đã đưa ra cái lời cảnh báo cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn luôn. Này mình sửa lại cho nó đó, cho nó đẹp xíu các bạn. Ok,
hồi sáng này nè các bạn, mình tính làm cái farm trang trí mới mà tự nhiên cái nó cúp điện các bạn. Nó cúp điện, nó mới có bây giờ hiện tại là 6 giờ chiều rồi, nó cúp hồi nó có điện hồi lúc 5 giờ. Và bây giờ là mình ăn cơm xong, giờ mình lên làm clip cho các bạn xem nè, là 6 giờ chiều các bạn. Cho nên mà hiện tại cái farm mình đang nè, mình đang sửa dở dàng mình cho các bạn xem nè. Đó. Mình sáng sớm mình dậy mình làm clip đó các bạn, là mình chỉnh sửa lại cái farm để mình làm farm trang trí mới cho các bạn xem nha. Nhưng mà tự nhiên đang làm có chứ. Đang làm khoảng nửa tiếng à, là khoảng 6 rưỡi á là nó cúp điện các bạn. Nó cúp điện cho nên mình dở dàng mình mới làm cái nhiêu đây thôi. Thì mai hoặc mốt mình rảnh mình sẽ nói chung là thiết kế lại cái farm á. Nó rất là lâu các bạn, phải mấy tiếng đồng hồ á. Mấy tiếng đồng hồ là nó chưa có khoảng 50% thôi. Rồi tối ngủ về mình nằm mình suy nghĩ các bạn. Khi nào mình ngủ á, mình nằm mình suy nghĩ cái mình nó sẽ có ý tưởng mới cho mình. Chứ thực ra mình hiện tại bây giờ trong đầu mình cũng chưa có y như tờ giấy trắng vậy. Mình lúc mình trang trí á, lúc mình trang trí cái tự nhiên cái ý tưởng nó ra từ từ. Chứ thật ra cái farm này của mình nè, bạn thấy không là mình không có ý tưởng gì luôn. Mình thật sự các bạn là mình không có ý tưởng gì hết. Mình sửa từ từ cái tự nhiên có ý tưởng nha. Mới đầu có 50% thôi. Đây, ở cái farm kia của mình á, mình đây cái farm này của mình á, cái farm này là cái farm đầu tiên nè, cái farm layer 4 nè, là mình copy qua đây đó, cho nên nó mới được hoàn chỉnh. Giờ hiện tại cái layer 4 này mình đã ấy lên rồi đó, nó từ từ nó ra ý tưởng nha các bạn. Chứ hiện thực tế á là kêu mình có cái ý tưởng là mình không có ý tưởng được. Cứ mình cứ sửa từ từ 1-2 ngày 3-4 ngày cái nó sẽ tự nhiên nó bộ não mình á, nó tự sinh ra ý tưởng cho mình. Chứ thật ra là mình cũng không có cái ý tưởng như thế này đâu, nó tự nhiên nó sinh ra các bạn. Các bạn chịu khó sửa lại farm của mình để cho nó đẹp mắt, để cho mình có cái hứng thú, để mình khi mình vô á mình thấy cái farm mình nó đẹp mắt các bạn, thì lúc đó mình có cái hứng thú mình chơi game. Chứ với lại bạn để cái farm như thế này đi, cái farm sản xuất nè, các bạn để có farm bằng y vậy à, bạn nhìn bạn thấy không, có một kiểu này à, bạn vô nhìn thấy máy móc lộn xộn, cây cối rồi tùm lum hết trơn, và thấy không, nằm tùm lum hết trơn không thấy. Lúc đó mình nhiều khi mình chán game nữa, mình sinh ra mình chán hay đê nữa, rồi mình không có hứng thú vô chơi nữa. Nhưng mà các bạn chịu khó sắp xếp farm á, thứ nhất á là nếu bạn chịu khó sắp xếp farm, cái thứ nhất nha là nó làm cho bộ não mình nó linh hoạt, nó suy nghĩ á, có thể là làm giúp mình tăng tưởng IQ nè, là ai cái IQ mình á, giúp mình thông minh hơn đó. Thứ hai á là giúp mình xả chết. Các bạn là chỉnh sửa để xả chết chứ không phải chỉnh sửa mà cố suy nghĩ để chỉnh sửa ra cho một cái farm á nó đẹp để bị chết thêm nha các bạn. Nói chung là chơi HD nó có rất là nhiều lợi ích luôn. Xả chết nè, rồi giúp tăng IQ nè, giúp cho bộ nếp nhăn của bộ não mình nó nhăn nhiều hơn nè các bạn. Thấy không? Đó, nói chung là mình thấy cái đoạn này mình hay nè, ít bữa mình sẽ copy qua cái chỗ khác để mình giữ cái lưu lại cái này lại. Còn mấy chỗ này mình thấy nó không hay. Mấy đoạn này là mình thấy nó không hay nè. Đoạn này mình thấy nó không hay nha các bạn. Rồi. Sáng giờ bữa chủ nhật á, là hôm nay chủ nhật các bạn, mình tính đâu là mình sẽ ra một cái clip là để làm trang trí một cái farm mới cho các bạn hưởng thức. Nhưng mà bị cúp điện, trời cúp điện sáng giờ luôn. Cúp điện sáng giờ lúc bạn mới có lúc 5 giờ là cúp điện mà không, trời không có mưa nữa mà nắng nó, trời nó nóng, sáng giờ nằm lăn qua lộn lại chờ có điện để lên làm clip phục vụ các bạn, chờ hoài luôn mới có. Và bây giờ mình đã mở được ô đất rồi, mình rất là vui luôn các bạn. Hôm qua là mình nâng cấp được cái kho này lên 4.300, ít bữa chắc mình gom. Ở bạn Hữu Nghĩa, bạn có bảo là hỗ trợ mình một ít ít này nè các bạn, để cho mình
mình lên cái kho silo của mình nè các bạn, để mình làm clip phục vụ các bạn. Thì xin chân thành cảm ơn bạn Hữu Nghĩa luôn nha. Nhưng mà ở này phải giao dịch 2 ngày các bạn, tại vì hơn 89 mà. Hơn không ta? 60 nè. Ừ, hơn 89 phải giao dịch 2 ngày mới được các bạn. 80 phải giao dịch 2 ngày á. 2 ngày mới được. Hiện tại ít bữa mình sẽ sửa bên đây nha các bạn. Bên đây mình sẽ sửa bên đây lại. Bên đây là bên đây mình thấy hơi kỳ kỳ nè. Cho nên mình sẽ sửa bên đây lại. Mình còn bữa mình chắc mình mở bên đây các bạn. Mình mở bên đây. Bên đây với bên đây nữa là nó đẹp, đất. Đất mình nó đẹp. Để mình coi còn bao nhiêu ô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 30 31 32 33 34 ô nữa các bạn. Mình còn 34 ô nữa. Để đếm lại coi đúng không ta, anh đếm thấy sai sai. 1 2 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 11 nè, 12 nè, 13 nè, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. Khoảng tầm 30 ba mấy ô bạn, đếm gói quá. Còn mình còn khoảng 30 ô ấy. Cho mình còn khoảng 30 ô các bạn, còn bao nhiêu? 30 ô các bạn tính đây. Bình quân bình quân 15 giấy phép mở rộng một ô đi. Hơi bị nhiều nha các bạn. Hơi bị nhiều, chắc cả mấy năm á, cả 2 năm mình mới mở xong này. Các bạn xin tưởng tượng đi, khoảng 2 năm mới mở được cái này đó. Chứ hết năm nay chưa mở được đâu. Khi mà mình mở cho gần xong, chắc có thể hay đê nó sẽ ra thêm cái ô đất bên đây nữa, mình mở tiếp. Nói chung là mình chơi từ đời này tới đời con đến đời cháu mình luôn. Có thể đời cháu mình chưa, nói chung là chơi mãi mãi, khi nào mà hay đê nó ngưng hoạt động á, thì là lúc đó là mình về nước nha các bạn. Hiện tại mình không biết là nó có mở bên đây không nè, không biết nó mở đất lên đây thôi, cho mình mở tiếp không. Mình chắc chắn là nó sẽ cho mình mở đất tiếp các bạn, tại vì nếu mình mở xong hết thì mình đâu còn nhiệm vụ gì làm nữa, bắt buộc nó phải ra cái đất mới cho mình mở. Các bạn ơi, các bạn nhớ cho mình một lượt like, một lượt bình luận, và các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Các bạn ơi, thôi clip của mình đến đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha. Bye bye các bạn.